Xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel, tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Trong tuần này đã, đã có nhiều chuyện xảy ra cho Trump. Cái chuyện thứ nhất đó là sau khi mà Trump được bà thẩm phán Cannon chiều lòng Trump và bà đã làm theo tất cả những gì mà ông muốn dù rằng đó là những quyết định ngu xuẩn của một quan tòa liên bang. Không biết bà có biết là chuyện bà làm là ngu hay chỉ đơn giản? là chiều theo Trump để trả nợ cho ông đã bổ bà vào một chức vụ ngồi suốt đời mà bà hằng mơ ước vì bà không có khả năng và vì tương lai sự nghiệp của bà trong đảng Cộng hòa MAGA. Bà đã cho hai bên chọn ra Special Master và mỗi bên đưa ra hai người. Bên của Trump đó thì đưa ra hai ông. Một ông là quan tòa hay là luật sư gì đó đó mà ông này có vợ là một trong 11 vị thẩm phán của tòa kháng án đơn vị 11 nên coi như không được vì có thể là mâu thuẫn vì là bộ tư pháp hâm là sẽ kiện lên tòa kháng án đơn vị 11. Và một ông kia đó là thẩm phán Raymond Deary của tòa New York. Sở dĩ Trump chọn ông này đó vì ông tòa này được tổng thống bảo thủ Ronald Reagan bổ nhiệm và mấy năm trước, đó, thẩm phán Deary đã ký chát tòa cho phép khám xét nhà của ông Carter Page là cố vấn trong ban tranh cử của Trump năm 2016. Nhưng rồi sau đó, đó thì lệnh khám xét bị vô hiệu hóa vì khi mà FBI yêu cầu thẩm phán Derry ký chát, đó, họ đã làm quá cầu thả và đưa ra những bằng chứng không đúng sự thật. Cho nên ông Derry, ông luôn nghi ngờ công việc làm của FBI. Chính vì vậy mà Trump chọn ông và không biết rằng ông thẩm phán Diary này là một thẩm phán nổi tiếng là nghiêm minh có tư cách và không dẫn mặt với ông được và cũng vì lý do là ông Diary là một ông thẩm phán rất là đàng hoàng có tư cách nên bên bộ tư pháp cũng đồng ý là chọn ông Diary và bà Cannon đã đổ bổ ông Diary làm special master. Và tin mới nhất ngày hôm qua đó là đơn xin kháng án của Bộ Tư pháp nộp lên cho tòa kháng án đơn vị 11 đã được ba thẩm phán cùng đồng ý là bác bỏ phán quyết của bà Cannon. Nghĩa là Bộ Tư pháp được tiếp tục sử dụng 100 tài liệu mật cho công việc điều tra của họ. Mà ba ông thẩm phán này đó thì trong đó có hai ông là do Trump bổ và một ông là do Obama bổ. Quý vị thấy là Trump rất muốn phá cái tính trí công vô tư của hệ thống tòa án Hoa Kỳ vì ông nghĩ thẩm phán mà do ông bổ đó thì phải đứng về phía ông. Và sau khi mà có cái lệnh uh, phán quyết của tòa kháng án rồi thì không hiểu là nhiệm vụ của ông diary bây giờ sẽ là gì. Ông sẽ ngồi xem hết 11.000 trang tài liệu kia cho đến ngày mãn hạn là ngày 30 tháng 11 như là bà tòa Canon đã cho cái thời hạn hay sao. Và khi mà ông ngồi như vậy đó thì cái tiền lương của ông Deary đó là Trump phải trả vì Trump yêu cầu mà Canon bổ nhiệm Special Master mà. Vậy à, sau đây đó là bài bình luận về phiên tòa hôm thứ ba vừa rồi với thẩm phán Deary là Special Master. Bài viết có tựa đề là phiên tòa của Special Master Deary như một tai họa thảm khốc cho Trump đó là bài viết của Jennifer Rubin được đăng trên báo The Washington Post ngày 21 tháng 9 năm 2022 do Bùi Như Mai dịch. Với những người bị sửng sốt và kinh ngạc trước phán quyết vô lý của thẩm phán Eileen Cannon khi mà bà bổ một special master để xem xét lại các hồ sơ mật bị tịch thu từ mar lago thì phiên tòa hôm thứ ba của special master là thẩm phán Raymond Deary đã đến như một luồng không khí trong lành. Điều đó cho thấy là không phải ông tòa nào cũng thiên vị đảng phái. Chuyện đầu tiên mà thẩm phán Derry nói rõ ràng đây là một vụ án dân sự mà Trump phải chứng minh được rằng tại sao ông muốn lấy lại các tài liệu đã bị thu giữ theo lệnh khám xét đã được tòa cho phép một cách hợp lệ. Nội cái chuyện này không nha quý vị, cũng thấy ông tòa này đã khá hơn và thẩm phán Canon rồi. Bà Cannon này là người mà hầu như không bao giờ coi cái chuyện đó là điều tiên quyết và quan trọng khi mà bà đã ban ra bao nhiêu là phán quyết chiều theo ý của Trump. Thẩm phán Deary không cần phải mất nhiều thời giờ và ông đã đi thẳng vào vấn đề. Và vấn đề đó là trong cái bản tuyên thệ cho lệnh khám xét Mar-a-Lago có bằng chứng rõ ràng là một số tài liệu bị tịch thu là tài liệu mật. Và ông hỏi Trump có phản đối điều đó không? Nếu phía Trump không phản đối thì, ông Derry nói tiếp, theo tôi nghĩ thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Quý vị biết là các luật sư của Trump đã từ chối không cho biết là Trump có giải mật bất kỳ tài liệu nào hay không. Điều đó đáng lẽ là phải quá rõ ràng với bà thẩm phán Cannon chứ. Mà hình như bà không hiểu rằng các thẩm phán liên bang... Nếu không có một lý do chính đáng thì không nên mâu thuẫn với các tài liệu đã được chính phủ phân loại là tài liệu mật mà thêm vào đó các luật sư của trump cũng không hề đưa ra lập luận là trump đã giải mật trước khi mà bà kennedy đưa ra các phán quyết nghĩa là bà ta cứ như là mù vậy đó phán quyết là phán quyết thôi tất cả mọi thứ trump muốn ngược lại ông Deary hiểu rõ sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp và sự hạn chế quyền lực của cơ quan tư pháp. Và ông nói tiếp như thế này nè. Thế bây giờ làm cách nào để tôi xác minh nó là tài liệu mật đây? Tòa án phải làm gì trong chuyện này? Do ông Deary cho biết nếu Trump không có gì để cung cấp thêm cho tòa, thì ông có thể không cần phải coi các tài liệu này nữa. Luật sư của Trump phản đối rằng họ không muốn tiết lộ cái chiến lược kiện tụng của họ và họ cho biết là chuyện Trump có giải mật các tài liệu không phải là vấn đề ở đây. Diary nói rằng đó là lựa chọn của các ông, các ông muốn làm sao cũng được. Tuy nhiên, ông thẩm phán Diary này nói như thế này nè, các ông không thể vừa giữ nguyên cái bánh vừa muốn ăn nó. Có nghĩa là gì? Là cái gì mấy ông cũng muốn cả. Một khi ăn cái bánh rồi thì coi như cái bánh nó không còn nữa. Các ông muốn gì thì ông các ông muốn một thứ thôi luật sư của trump đã phản đối lịch trình khá đơn giản mà ông diary đã đưa ra ông diary không quan tâm ông cho biết là ông dự định sẽ cố gắng hết sức để làm đúng thời hạn mà ông đã đề ra mọi tin đồn về việc ông special master làm việc chậm chạp là coi như sai vì ông này làm việc rất là hiệu quả phiên điều trần, phiên điều trần vừa rồi đã cho các luật sư này phóng viên này và dân chúng thấy là bà tòa Cannon đã làm cho cả nước bực mình khi chiều theo những đòi hỏi hoàn toàn vô căn cứ của Trump. Lần này, đối với với với, với ông Deary đó, thì Trump đã không được đối xử nhẹ nhàng. Vì ông Deary khẳng định là Trump đã từng là tổng thống, cũng không nên được đối xử đặc biệt hơn là người thường. Và đó là cách thực thi pháp luật nghiêm chỉnh. Và như ông cựu công tố viên liên bang Harry Littman đã tuyết ra như thế này, nè chúng ta đã có một thẩm phán thực sự và phía bên Trump đang thất vọng. Điều này có thể cũng sẽ gây khó khăn hơn cho tòa kháng án ở đơn vị 11 nếu họ đồng ý với lý luận lố bịch của thẩm phán Canon khi họ xử đơn kháng án của Bộ Tư pháp. Những gì chúng ta biết là thẩm phán Derry không phải là một người thích trì trệ kéo dài công việc ra hay là ngu dốt. Nếu Trump đang dựa vào Derry cho hai mục đích trên đó, thì Trump đã tính toán quá sai lầm. Mà thay vào đó, trò ma mãnh của Trump chỉ giúp chính phủ đưa chuyện này ra cho cả nước biết về mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra và cho thấy Trump không có bất kỳ lý do chính đáng nào để bào chữa cho việc tàng trữ các tài liệu nhạy cảm này cả. Nói chung, thì đây một đây là một thảm họa kinh khủng đối với Trump và một sự xấu hổ đối với bà Cannon với những phán quyết phi lý lố bịch so với một thẩm phán giỏi là ông Deary nhưng trên hết đó là một ngày cho thấy sức mạnh của pháp luật và ở vào thời điểm mà phong trào maga đang tìm cách phá hoại nền dân chủ của đất nước thì đây là lúc chúng ta nên ăn mừng kính thưa quý vị đó là bài viết của bà Jennifer Rubin bà là bình luận gia thường trực của báo The Washington Post Câu chuyện thứ hai đó xảy ra cho Trump là hôm thứ tư là bà Leticia James là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang New York đã truy tố dân sự về vấn đề tài chính của Trump và công ty Trump ở New York. Bài viết có tựa đề là Leticia James, bộ trưởng tư pháp tiểu bang New York đã sử dụng những lời khoác lác khoe khoang của Trump để đập lại ông và chiêu trò đó rất là độc hại. Bài viết của Eugene Robinson được đăng trên báo The Washington Post ngày 21 tháng 9 năm 2022 và cũng do Bùi Như Mai Dịch. Trong cuốn sách The Art of the Deal tức là nghệ thuật thương lượng là cuốn sách bán chạy hàng đầu của năm 1987 thì Donald Trump tự giới thiệu mình là người New York chính cống, gồm có những đặc điểm như là táo bạo, thông minh và rất là thành công. Nghe Trump khoe cũng ngon lành quá ha. Nhưng bà Bộ trưởng Tư pháp New York là Leticia James là người đã chọc thủng làm xì si cái huyền thoại, cái huyền thoại này nè bằng kiểu châm chọc và xỉ nhục Trump với một câu ngắn gọn kiểu của dân Manhattan New York cái câu đó là gì? câu đó như thế này là quý vị hoanh hoang mình có tiền mà thiệt ra mình không có thì đó không phải là nghệ thuật thương lượng mà đó là nghệ thuật ăn cắp. Not the art of the deal, it's the art of the steal. Bà Bộ trưởng Tư pháp đã nói như vậy sau khi tuyên bố sẽ truy tố tội dân sự cho Trump, công ty của Trump, ba đứa con lớn của Trump về tội gian lận trong cả thập niên rồi và tiền phạt là 250 triệu đô la. Tôi muốn mở ngoặc ở đây để quý vị để ý cái chuyện ăn cắp của bà dùng nha. Ý bà muốn nhạo cái khẩu hiệu của Trump đó là Stop the steal. It's the art of the steal. Bà này bắt thâm lắm quý vị. Tôi, tức là tác giả bài viết này là thành thật tự hỏi phần nào trong cái bản truy tố dài 222 trang của bà James sẽ khiến Trump đau đớn hơn. Đó là sự đe dọa về các khoản tiền phạt và hạn chế công việc kinh doanh bất động sản đồng nghĩa với án tử hình cho công ty của Trump. Hay là bá đã làm thiệt hại cho cái bản ngã yếu ớt của ông trên những cáo buộc, cáo buộc chi tiết về chuyện ông đã thổi phồng giá trị tài sản của mình. Trump tuyên bố rằng bà James là một người kỳ thị chủng tộc chuyên đi săn lùng ông và luật sư của Trump khăng khăng rằng bà James là một đảng viên đảng Dân Chủ đã truy tố Trump vì sự nghiệp chính trị của riêng bà. Nhưng là Trump rất là đau khi ông bị truy tố dù rằng cái việc truy tố này chưa thật sự giết chết cơ sở kinh doanh của ông. Tôi rất thích một chi tiết trong cái bản truy tố này ấy, là Trump đã hoành hoang khoe căn chung cư của ông rộng hơn 30.000 bộ vuông và trị giá là 327 triệu đô la. Đắt hơn nhiều so với bất kỳ căn hộ nào ở New York đã bán trước đây. Bà James cho biết là thật ra đấy, thì căn hộ này chỉ có diện tích dưới 11.000 bộ vuông. Dù vậy nó vẫn là một căn hộ có diện tích rất là lớn và căn hộ này trị giá rất là nhiều tiền. Nhưng mà tại sao Trump lại đi nói dối về một sự thật mà ai cũng có thể dễ dàng kiểm tra được cái diện tích của căn nhà, quý vị chỉ cần đi ra uh, cao ty mà chỗ cái căn nhà này tọa lạc nè. quý vị dở cái hồ sơ của cao ty ra là biết căn nhà này nó rộng bao nhiêu, cái chuyện nó quá dễ dàng mà không hiểu tại sao Trump lại đi nói dối. Cũng theo lời bà James thì tại sao Trump lại hoang hoang rằng những căn chung cư ông làm chủ và hiện đang cho thuê đó? Các căn này có giá trị gấp 65 lần giá thực sự của nó. Và tại sao Trump lại tuyên bố tòa nhà của ông ở số 40 ở uh, Wall Street đó, chỉ giá 524 triệu đô la? Trong khi một nhà chuyên nghiệp chuyên đi định giá nhà đó chỉ định giá cho nó là vào khoảng 200 triệu đô à? Tại sao Trump lại tuyên bố rằng công ty Trump có nhiều tiền mặt trong tay mà bà James nói rằng ông không hề có? Tại sao Trump luôn đi khoe khoang rằng nội cái tên Trump nha? chỉ là cái chữ Trump mạ vàng sẽ giúp cho giá trị bất động sản tăng lên theo đơn kiện lý do chính xác là Trump đi lừa đảo nhà băng khi Trump trình cho nhà băng thấy bằng chứng là Trump và công ty của Trump có nhiều tài sản hơn những gì họ thực sự có và vì vậy mà Trump đã được vay nợ với lãi suất thấp hơn và tiền trả bảo hiểm cho tài sản của Trump cũng thấp hơn và đơn kiện của bà James đã cáo buộc Trump đã hưởng lợi không chính đáng trong suốt thời gian từ 2011 đến 2021 và ước tính là khoảng 250 triệu. Bà James đã kiện Trump này, công ty của Trump và các con của Trump để mong lấy lại được cái số tiền 250 triệu đồng uh, triệu đó. Đồng thời, bà cũng sẽ hạn chế hoặc là dẹp công ty của Trump luôn, hạn chế cái khả năng kinh doanh của công ty Trump ở tiểu bang New York ngay cả như ông Sigmund Freud là nhà tâm lý học ông cũng sẽ không giải thích được vấn đề về tâm lý vì sao mà Trump chuyên đi nói láo Trump dường như là luôn luôn phải phóng đại cái thành tích của mình ngay cả khi không có lý do gì để phóng đại hay xạo láo như vậy cả quý vị nhớ là cái ngày đầu tiên mà khi ông lên chức tổng thống đó sau cái buổi lễ nhậm chức của ông á thì cái buổi hôm đó cũng rất là đông dù rằng cái thời tiết hôm đó không có tốt và tình hình chia rẽ sau cuộc bầu cử năm 2016, nhưng mà Trump vẫn không hài lòng. Nên ông đã ra lệnh cho tùy viên báo chí của ông là Sean Spicer phải nói rằng đó là đám đông tham dự lễ nhập chức đông nhất trong lịch sử. Và cho đến ngày hôm nay, Trump vẫn thường xuyên phóng đại quá mức về đám đông tại các buổi meeting MAGA để thỏa mãn cái tôi của chính mình bằng cách tuyên bố những người ủng hộ ông đã xếp hàng dài cả dặm để chờ được vào để đắm mình trong ánh hào quang của ông. Trump đặc biệt là rất tự ái về sự giàu có của mình nha. Ông luôn cho rằng ông giàu hơn nhiều so với bất so với những gì mà tạp chí Forbes và các chỗ khác đã tính toán. Tôi cũng phải tự hỏi là bà James có nghĩ đến tính tự ái đó của Trump khi bà chuẩn bị tuyên bố truy tố Trump hay không? Khi mà điều tra đó, bà James đã kiểm tra chi tiết giá của 23 bất động sản bao gồm mar lago khách sạn trên đại lộ Pennsylvania gần White House mà Trump mới bán rồi đó, và nhiều sân gôn. Bà đã đề cập đến phần tài sản Trump đầu tư và cho biết rằng chúng không thực sự đáng giá như là Trump khoe. Và tất cả những gì lấp lánh có thể là vàng, nhưng trong trường hợp của Trump, nó chỉ là vàng 14 carat. Thực sự là Trump có chuyên gia thẩm định các bất động sản cho ông chứ. Nhưng rồi ông vẫn nói khống giá trị của tài sản lên cho thấy sự liều lĩnh táo bạo. Cho dù điều đó là từ lòng tham hay sự thôi thúc từ trong con người của Trump, thì nó có thể khiến Trump phải trả một số tiền phạt khủng khiếp. Bà James cho biết bà tin rằng Trump có thể cũng đã bị cũng đã để hở để bị cáo buộc tội gian lận hình sự nữa văn phòng công tố của quận manhattan new york cũng cho biết là cuộc điều tra hình sự về trump vẫn còn đang tiếp tục và bộ trưởng tư pháp hoa kỳ là merrick garland sẽ gặp khó khăn khi phải quyết định là liệu những định giá tài sản mà trump bị cáo buộc là đã thổi phòng thì có vi phạm luật hình sự liên bang hay không và ông merrick garland có sẽ truy tố trump hay không sự sắc sược ngạo mạn đã đưa Trump tiến xa trong suốt cuộc đời của ông. Tuy nhiên, theo như một triết lý Hy Lạp cổ đại đó, thì đó không phải là một kế hoạch dài hạn tốt. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Eugene Robinson viết trên cột bình luận và văn hóa. Ông viết hai lần một tuần cho báo The Washington Post. Và cái câu chuyện thứ ba về Trump là chuyện ông đổi hướng nhé ông xoay qua ủng hộ nhỏ, nhóm QAnon là một nhóm chính trị chuyên đưa ra các thuyết âm mưu. Nhóm này được thành lập vào năm 2017. Và tiền thân của cái nhóm này đó quý vị, nó bắt nguồn từ câu chuyện Pizza Gate. Quý vị biết cái chuyện Pizza Gate này đã xảy ra trong thời gian tranh cử giữa Hillary Clinton và Trump. Cái vụ việc Pizza Gate nó là như vậy nè. Cái nhóm tiền thân của QAnon này đó thì họ tuyên bố là bà Clinton đang có một đường dây buôn bán trẻ em và buôn người ở dưới tầng hầm của một tiệm pizza ở Washington DC. Thì khôi rất là khôi hài là theo một số khách đang ăn ở tiệm cái ngày hôm đó thì bỗng dưng thấy bao nhiêu là người đem nhá súng ống ào ào vào tiệm đòi lục soát tiệm để giải cứu trẻ em đang bị giam giữ làm cho chủ tiệm rồi các người Uh, uh, làm trong tiệm và khách hàng họ cũng sửng sốt họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa rất là rất là buồn cười luôn uh, và sau đây kính mời quý vị theo dõi bài phân tích tại sao mà Trump theo QAnon Trump ủng hộ QAnon vì ông cùng đường rồi đó là bài viết của Juliet Kayem được đăng trên tạp chí The Atlantic ngày 21 tháng 9 năm 2022 cũng do Bùi Như Mai Dịch. Trump đang đi tìm một chiến lược mới mà hầu như mọi ngõ đều tắt. Tắt. Và ông không củng cố nổi, ông không củng cố vững chắc được thành phần nông cốt ủng hộ mình. Đối với một người không tin vào bất cứ điều gì, không có một ý thức đúng đắn hay giá trị cuộc sống có lương tâm, mà chỉ liên tục tin và luôn ám ảnh bởi các giả thuyết âm mưu luôn bất bình và căm hận nên phải mất một thời gian dài trước khi Donald Trump chấp nhận QAnon. Trong một thời gian đó thì Trump cứ lấp la lấp lửng nửa đùa nửa thật với giáo phái QAnon này. Cái giáo phái này họ tuyên truyền dạ, tuyên truyền rằng á, Đảng Dân Chủ thuộc tổ chức buôn bán tình dục trẻ em toàn cầu mà Trump cuối cùng cũng sẽ lật mặt họ ra. Mà gần đây đó thì mối quan hệ lấp lửng của Trump với QAnon đã trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi mà Trump giới thiệu các tay lừa bịp Q, lừa QAnon trong một cuộc tranh cử ở Ohio và ông bắt đầu quảng cáo về họ trên mạng truyền thông xã hội của mình. Chuyện này cũng dễ hiểu vì nó đã khiêu khích đảng Dân Chủ và làm tỉnh ngộ các cựu đảng viên Cộng Hòa. Và họ thực sự lo sợ rằng Trump sẽ kích động những người QAnon nổi loạn nhưng ông mặc kệ những sự phẫn nộ từ những thành phần cộng hòa đàng hoàng vì những sự vì những sự phẫn nộ này cũng không quan trọng với ông bằng sự nghiệp chính trị của chính ông trump là người trước đây đã giữ khoảng cách với QAnon và bây giờ ông ủng hộ nó vì ông đang gặp khó khăn. Trump và nhiều phụ tá của ông đang phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý lớn. Và các phiên điều trần về bạo loạn ngày 6 tháng 1 nè và chuyện ông đang giữ các tài liệu mật tại nhà Maralago thì theo mức thăm dò đó thì số dân chúng mà ủng hộ ông đó, ưa thích ông đó, xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi. Ngay cả khi mà Trump kích động một số ủng hộ viên bằng cách công khai tán thành QAnon đó, thì có thể ông cũng bị một số đông không chấp nhận vì quan điểm của giáo phái này có vẻ làm giỡn tóc gáy và ghê tởm quá. Vào đầu tuần trước đó, thì trên mạng xã hội uh, Truth Social đó, của Trump đó, thì Trump đã đăng một bức ảnh của ông với một chiếc huy hiệu QAnon ông cài lên cái ve vé áo vét và ông đứng dưới cái khẩu hiệu là The Storm is Coming, tức là báo táp sắp đến. Đó là một khẩu hiệu để tiêu diệt kẻ thù và sẽ trực tiếp truyền hình cảnh họ xử tội kẻ thù. Và cuối tuần trước tại một buổi tranh cử ở Ohio Trâm đã cho phát thanh bài nhạc riêng ca ngợi QAnon và đám đông ủng hộ điên cuồng phía dưới đã đưa tay chào giống như là Đức Quốc xã vậy đó quý vị. Nhà báo Tom Nichols của báo The Atlantic tức là đồng nghiệp của tôi có viết rằng Trump đang tuyển mộ nhóm tân binh và ông Nichols ông nghĩ rằng nền chính trị Mỹ có thể nên có thể trở nên đen tối hơn nữa nhưng mà hiện giờ là tình trạng đen tối đang có ở đây nè. Đó là ông ông Tom Nichols cũng viết như vậy. Đó. Và tôi, tức là tác giả bài viết này, có vẻ lạc quan hơn vì Trump đang ở dưới đáy hoặc gần chạm cái đáy bùn nhơ rồi. Việc mà Trump công khai ủng hộ QAnon cho thấy ông không còn nhiều chiến lược chính trị nữa và Trump đang tìm một chiến lược mới mà mọi ngõ đều tắc tị và ông không thể củng cố cho vững chắc được thành phần nồng cốt ủng hộ ông khó khăn mà trump sẽ gặp với qanon đó là ông tự chui sâu xuống một cái hố điên khùng mà sự điên khùng này không thể dễ dàng che giấu được trump không tin vào qanon hơn những thứ mà trump đã tin từ trước mà nếu trump có tin đi chăng nữa đó thì ông biết chắc chắn rằng cái giáo phái vớ vẩn này không phải là một nhóm đồng hành đáng tin cậy. thật ra đó thì một số giáo dân QAnon đã quay mặt với Trump khi họ không hài lòng về chuyện ông không chiến đấu hăng hơn để giữ cái ghế tổng thống. nhà nghiên cứu về digital uh, digital misinformation tức là thông tin sai lệch của thời đại digital đó là John Donovan đã nói với tôi như thế này nè. Trump không phải là người đẻ ra QAnon nên ông không thể kiểm soát nó được. Và những quân lính của thời đại digital này không thuộc quyền chỉ huy của Trump. Các phong trào dùng bạo lực hoặc sẽ phát triển lên hoặc sẽ bị tan giã. Nó sẽ ngừng phát triển khi các thành viên của nó bị bắt hoặc bị bỏ đi. Họ bỏ đi khi mà lãnh đạo của nó không còn theo chủ trương của giáo phái. Và giáo phái này bị mất vì nhiều người bỏ đi hơn là những người mới gia nhập. Không có QAnon thì chiến lược tiếp theo sau đây của Trump để lấp đầy các sân vận động cho các buổi meeting sẽ là gì? Quý vị biết là thế giới xung quanh Trump, tức là chúng ta, đã tiếp tục tiến về phía trước kể từ sau bầu cử tháng 11 năm 2020. Nhưng mà Trump thì không, ông vẫn đứng dậm chân tại chỗ cho những cái xạo láo của ông về cái cuộc bầu cử vừa rồi đó. Và Trump lại làm nhảm cùng một thứ ngôn ngữ khốn nạn mất nhân tính về di trú, về dân di trú tại buổi tranh cử ở Ohio. Cho rằng chính ông là người sáng chế ra cái chữ caravan, tức là đoàn lữ hành bi thảm, để ám chỉ dân di trú toàn là dân giết người và hiếp dâm. Và rồi Trump cũng bối rối, cũng không biết đối phó trước phản ứng dữ dội của dân chúng khi mà tối cao pháp viện, do ông bổ nhiệm nhé, dẹp bỏ cái phán quyết quyền phát 2 Roe v. Wade. Và tất cả những gì Trump để lại đó là bạo lực hoặc là sự đe dọa của bạo lực. Trump cần QAnon ngay cả khi nó không phải là một đội quân hùng hậu hay đáng tin cậy với Trump. Tôi không biết sự suy tàn của nền dân chủ của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Với tôi và tôi không muốn giảm thiểu sự nguy hiểm khi Trump ôm QAnon vào lòng ông. Tuy nhiên đó, quyết định của Trump ít nhất cũng có một chút khích lệ. Đó là khi Trump phải theo sùng bái cái giáo phái điên khùng QAnon, tức là một cách không cố ý Trump đã cho chúng ta thấy cái sức lôi cuốn của ông cũng có giới hạn tức là cũng đã giảm. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Juliet Kayyem là bà là cựu thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa dưới thời Tổng thống Obama và bà là trưởng khoa hiện giờ bà là trưởng khoa về bộ môn An ninh Nội địa của trường Kennedy School of Government tại Đại học Harvard. Trump đang rất là tuyệt vọng. Ông đi vào ngõ cột nên ông phải đổi chiều quay qua QAnon quý vị biết là hôm thứ bảy vừa rồi đó Trump tới Ohio để tranh cử cho ứng cử viên là JD Vance của đảng Cộng hòa vào thượng viện. Có một điều mà quý vị cứ để ý nhé là mỗi lần mà Trump lên sân khấu á là ông ta la hết không à, la dễ sợ lắm, hét dễ sợ lắm. Cái mặt của ông ta đã là da cam rồi mà ông ta hét đến nỗi nữa, cái da mặt của ông đó, có cái màu cam của cái trái cam mà nó chín mùi nó sắp thối luôn đó quý vị. Và miệng ông ta liên tục tuôn ra những câu nói chả ăn nhập gì với nhau cả. Đến nỗi mà có người ví á, là cái miệng ông phun ra những chữ như là cách cháy banh sổ số đó quý vị. Nó cứ nhảy tưng 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 mỗi khi mà nó đụng vô cái trần của vòng quay sổ số đó. Rồi là nó lại nó nó lại rớt xuống tan nhập vào cái đám banh phía dưới. Nghĩa là Trump nói cái câu trước nó chả ăn nhập gì với cái câu sau cả. Hôm thứ Bảy vừa rồi đó thì ông nói trong cái buổi tranh cử đó đó là tên J.D. Vance này nè. Đang kiss ass tôi vì anh ta quá cần sự giúp đỡ của tôi. Quý vị thấy cái kiểu mà nói chuyện tục tiễu, cái tư cách vô học. Ấy. Và đó là cái cách mà Trump lôi cuốn cử tri của ông. Và khi Trump tuyệt vọng và phải cặp kè với QAnon đó. Thì đó không phải chỉ là ngu xuẩn không đâu, mà là nguy hiểm đấy chứ. Vì cùng với cái khuynh hướng bạo lực của QAnon nhé. Hợp với sự suối bày kích động của Trump á thì không biết bạo loạn sẽ bạo loạn kỳ tới sẽ nguy hiểm đến chừng nào nguy hiểm ở đây là nguy hiểm cho sinh mạng những người ngu xuẩn nghe lời ông suối dại kìa chứ chính quyền hiện nay của tổng thống biden sẽ không để yên cho bạo loạn đâu thành ra bạo loạn tôi bảo đảm với quý vị là không thể nào có bạo loạn xảy xảy ra nổi và bao nhiêu người nghe lời ông suối dại đi nổi loạn tiền mất tật mang đúng không đã vậy còn bị chúng chửi cho nữa chứ quý vị nhớ là anh chàng Ricky Schiffer đã tấn công FBI ở trụ sở FBI ở Cincinnati, Ohio không? Ông này là dân Trumpy, ông ta đi tấn công FBI để phản đối chuyện FBI khám xét nhà Trump, rồi ông bị FBI bắn chết. Mà cái đám ủng hộ Trump và Trump còn đổ cho ông chính là người của FBI gài vào nó. Họ đâu có 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 cảm ơn ông đâu? Và Trump không hề quan tâm đến sinh mạng của những người theo đạo Trump và tử vì Trump. Vậy mà dân cuồng vẫn cứ lăn xả vào ủng hộ Trump. Làm cho tôi nhớ lại chuyện gì quý vị biết không? Tôi nhớ lại hình ảnh của dân Bắc Hàn đó. Quý vị nhớ không cái hồi mà ông bố của ông bố của cái anh chàng ổn này chết nè. Tức là ông lãnh tụ Kim Jong Kim Jong Il đó, ông chết đó. Thì trời ơi đám dân Bắc Hàn họ đua nhau, họ khóc lóc thảm thiết như là khóc như cha chết mẹ 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 chết vậy đó Đó là tôi coi tivi tôi thấy rất là tức cười và hiện giờ là cái đám dân cuồng trump vẫn cứ lăn xả vào trump vào trump y như vậy đó quý vị kính thưa quý vị đó là bài viết và bài nhận định cho ngày hôm nay link của bài viết tiếng anh luôn được kèm theo video này xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật bình yên